Chào cả nhà nha, cái món xôi lá cẩm thì được rất là nhiều người ưa thích vì có cái màu đẹp. Nhưng mà còn một cái món xôi nữa, cái màu đẹp cũng không có thua gì màu xôi lá cẩm. Đó là xôi củ dền. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn nấu cái món xôi củ dền. Để nấu cái món xôi này sao cho nó lên cái màu đẹp, nó không có bị đổi màu á. Thì nếu mà các bạn thích cái món xôi này thì mình mời các bạn cùng làm với mình nha. Ở đây thì mình có 500g nếp nè. Nếp này mình đã ngâm được 3 tiếng rồi. Trước khi ngâm thì mình đã vo sạch rồi nè, bây giờ thì mình đổ vô cái gỗ gì gì để cho nó ráo chút xíu nữa mình nấu nha. Mình chừa một cái lỗ ở giữa như gì nè, để cho chút xíu nữa mình hấp cái hơi nó lên thì nó sẽ mau chín hơn. Ở đây thì mình chuẩn bị vài cái lá dứa nè, bây giờ mình sẽ cắt ra làm hai để mình để lên trên cái mặt nếp để cho nó thơm nha. Mình đã chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi rồi, bây giờ mình cho ít lá dứa vô để cho nó thơm nha. Xong rồi thì mình để cái sửng lên để mình hấp. Đậy nắp lại và mình hấp với cái thời gian là 30 phút. Tại vì nếp này thì mình có ngâm rồi cho nên nó cũng mau chín lắm. Trong khi đợi nếp chín thì mình sẽ đi làm cái phần nước cốt này nè. Mình vắt lấy nửa chén nước cốt đậm đặc nha, để cho nó béo quá. Lúc này thì mình cho đường và muối vô luôn. Mình cho vô đây là một muỗng ăn canh đường và nửa muỗng cà phê muối. Nếu mà các bạn thích ăn ngọt thì mình cho đường thêm nha. Giờ thì mình sẽ quậy cho nó tan đường ra. Nước cốt thì xong rồi thì mình để qua một bên. Bây giờ là đây là mình có màu củ dền nè. Màu này thì mình đã xay và mình lấy được nửa chén nè. Một củ dền 100g thì mình xay mình lấy nửa chén nước màu như vậy nè. Lúc nãy xay xong rồi thì mình để trong tủ lạnh cho nên nó hơi đông lại á. Bây giờ thì mình sẽ bắt lên bếp mình nấu nha. Cho màu củ dền vô nồi xong rồi á, mình bật lửa như vừa mình nấu cho vừa sôi lên là được. Màu này mình không có cần nấu lâu nha, nếu mà mình nấu lâu á thì cái màu nó sẽ đổi màu, nhìn nó không có được đẹp á. Nước sôi lên như vậy là mình tắt bếp được rồi. Lúc này là sôi mình hấp được 10 phút rồi. Bây giờ mình dở nắp ra và mình vũ bớt mồ hôi á. Để thôi mồ hôi nhiều quá nó nhiễu xuống sôi thì sôi mình sẽ bị nhão thì sẽ không có ngon. Xong rồi thì mình đậy nắp mình tiếp tục mình hấp. Rồi bây giờ thì xôi mình hấp được 20 phút rồi nè. Dở ra thăm coi xôi chín chưa nha. Mình lấy lá dứa này ra. Mình xới cho đều lên. Xôi thì bây giờ đã chín rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho nước cốt vô luôn. Mình cứ rưới từ từ để cho xôi nó được thấm đều với nước cốt nha. Bao nhiêu nước cốt này thì mình chia ra mình rưới 2 lần. Rưới xong rồi thì mình xới cho đều để cho nước cốt thấm đều với nếp. Xong rồi mình đậy nắp lại mình hấp thêm 5 phút nữa. Lúc này là xôi mình hấp được 5 phút rồi nè. Mình dở nắp ra và mình cũng xới đều lên.
Xong rồi thì mình gưới nước cốt lần thứ hai nha. Mình gưới lần này nữa là xong rồi đó. Xong rồi thì mình đậy nắp lại và mình hấp thêm 5 phút nữa. Lúc này là sôi của mình hấp đủ thời gian là 30 phút rồi nè. Sôi lúc này là chín đều rồi. Bây giờ thì mình xé cho đều rồi thì mình sẽ lấy ra nha. Lấy sôi ra xong rồi thì mình để cho thật là nguội. Sôi lúc này thì rất là dẻo luôn nè. Cái hạt nếp thì bóng mượt, rất là thơm cái mùi lá dứa luôn. Xôi bây giờ thì đã nguội rồi nè, mình sẽ cho ra cái mâm hoặc là cái dĩa gì rộng rộng á, để cho chút xíu nữa mình trộn cho nó dễ. Cho xôi ra cái mâm xong rồi thì bây giờ màu củ dền thì mình sẽ gửi lên để mình trộn nha. Đây cũng là cái bí quyết để giữ cho xôi củ dền lên cái màu đẹp, không có bị đổi màu nè. Tại vì củ dền thì mình nấu lâu á, mình đậy nắp lâu á thì cái màu sẽ bị đổi, không có được đẹp và tươi như cái màu của củ dền. Cho nên á, mình cho sau cùng như vậy nè thì cái màu nó mới được tươi. Khi mà gửi màu lên xong thì mình trộn cho đều. Lúc nãy thì mình có nửa chén màu củ dền nhưng mà không cần làm hết nha các bạn. Nếu mà mình trộn vô mình cảm thấy xôi của mình cái màu nó đẹp và nó vừa là được, không có cần làm hết nửa chén màu. Lúc này thì mình bao tay, mình trộn bằng tay cho nó đều. Khi mà trộn xong rồi thì mình để cái thời gian là khoảng 30 phút để cho xôi của mình nó khô ráo lại thì mình ăn mới ngon nha cả nhà. Xôi đã trộn xong và mình để được 30 phút rồi nè. Lúc này thì cái hạt xôi nó rất là khô ráo và bóng mượt nè, nhìn không có bị nhão ha, rất là vừa ăn luôn. Màu củ dền nó thì rất là tươi luôn, nhìn nó quá chừng đẹp luôn. Cái hạt xôi thì rất là mềm dẻo nè, bóng mượt, nhìn là thấy là biết béo liền luôn đó. Xôi thì béo thì mới ngon á cả nhà. Lúc này nếu mà các bạn thích muối mẹ thì mình ăn chung với muối mẹ thì cũng ngon nha. Thì mình vừa chia sẻ đến các bạn cái món xôi củ dền. Mình nấu với cái cách này thì cái màu xôi rất là đẹp, không có bị đổi màu nè. Hôm video trước thì mình cũng có chia sẻ đến các bạn cái cách nấu khác, nhưng mà cái cách đó nấu thì cái màu nó không có đẹp, cho nên hôm nay mình nấu lại cái cách này. Bữa nào các bạn rảnh rỗi thì mình nấu thử cho gia đình mình dùng nha. Mình bảo đảm với các bạn là thành công trong lần đầu tiên luôn đó. Giờ thì mình xin tạm dừng video ở đây và hẹn gặp cả nhà mình những video sau nha.